Ơi, xin chào tất cả anh em nha. Nay cửa hàng nông cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu cho anh em mấy con máy ha. Thì đợt trước thì có về rồi, nay soạn được mấy con đây. Đầu tiên là một con Yanma 2H66, một Kuta ZB Z482 ha. Rồi một con Isaki, con Isaki 269, con Isuzu 3KC2 bét kim ha. Và một con này lớn, con này là 3T86 bét kim ha. Rút cái cần ra theo hả? Đơn thì anh em ấy nè, ngày nào cũng có đơn nha anh em. Đó, anh em có cọc là có đơn ha. Đó, cái cọc là đóng gói như vậy nè. Đây là con bấm cành nè, cái động cơ ZB con động cơ nè, hai con động cơ bầm cành. Thì đầu tiên thì quay cho anh em xem cái con Yanma 2H66R. Đây, số series 027176. Anh em mua máy thì gọi video lại em xác nhận số series này ha. Và anh em chuyển cọc, nhận hàng, mở ra đúng số series này, thanh toán tiền phần còn lại cho shipper ha. Đó. Máy thì còn nói chung là khá đẹp. Đó. Giá này thì rẻ, con này thì để cho anh em với giá là 6 triệu ha. Đề đóm rồi là mấy màu hết luôn. Kích nước rồi là làm bao lủng nha. Đó. Con này thì nói chung là đẹp, nhưng mà cái phần ở trên đây nó bị bong chóc rồi nè. Đó, bong chóc ở trên đây thôi, còn tất cả đều là rất là đẹp. Em dòm cái bô đây nè, em thấy cái bộ đèn thui không? Xài á anh em, xài nhiều thì nó không được như vậy đâu. Đó, máy móc này, thằng đưa gì cũng go rồi nè. Đó, anh em nào có nhu cầu gắn ổ khóa đề sạc gì em cũng gắn luôn nha. Đó, gắn cho anh em sẵn về, để đó mình thêm tiền cho bên thợ điện họ làm 66RC nè. Đây, nổ đi anh trai. Cái này là cái đồ treo để em nổ máy thôi nha anh em. Đó, để anh em nói là phải có nguyên cái cây này là không có nha. Rồi, con này để cho anh em với giá 6 triệu ha. Rồi, tiếp đến là một con siêu phẩm luôn. Con này thì không thể nào mà không có cái gì để quay nữa. Nó giống như là một cái máy mới. Dàn khe luôn. Kuta Z482. Z482 nha anh em, chứ không phải 48 ha, 482. Đây số series nè. 2S0007. Xuất sắc luôn. Từ cái chân máy nè.
Dạ thấy không? Những cái con ốc mà bắt này nè, chi tiết này nè. Những con máy này thì nó giá thì nó không có rẻ được anh em. Máy cỡ này thì anh em kêu bán rẻ sao bán rẻ được, chậm đầu với lát được nè. Chỉ có chạy cái đây một miếng thôi nè, còn bao nhiêu chậm cái bô này. Bô như chưa xài luôn. Em còn một con dữ hơn con này nữa, máy móc này nè, phải không? Nước sơn riêng 100% nha anh em, chưa mở. Đẹp chưa? Lai lô bất cứ cái gì hết. Quá mới rồi. Rồi con này để cho anh em với giá là 7 triệu nha anh em. Gặp đầu đi lát nè. Nè, máy nó xài. Rồi nổ. Rồi nó lại cái này coi. Ý là được. Máy cỡ này mà anh em nhận hàng mà anh em kêu máy sơn lại nữa thôi chứ không biết nói làm sao luôn. Nè. Quá mới con máy. Đồ đạc tinh. Rồi, tiếp đến là một con Isuzu 269 ha. Hôm bữa về một con thì cũng giao cho một ông anh ở dưới miền Tây rồi ha, giao cho anh Vũ, anh đó anh mua cũng nhanh lắm. Mua ban đêm luôn, mới quay lên ảnh mua liền luôn. Giờ nay về thêm một con E269 nữa, xuất sắc hơn nữa. Nên em dòm cái bát này. E269 là 210504. Đó, anh em cứ ghi lại số seri, nhận hàng, kiểm tra đúng số seri này là thanh toán tiền cho shipper ha. Còn sai một số một thôi, em cho anh luôn cái máy luôn. Rồi. Lô hàng này về rửa ra là giống như là sơn lại bô trắng phếu. Con này thì còn nhức nách bô dòng nè, cổ nhớt nè anh em thấy không, tinh đề gióm nè. Quay cận cảnh cho anh em xem ha. Đó, để anh em mình biết được cái máy nó đẹp cỡ nào, từng chi tiết từng ngóc ngách luôn nè, tinh luôn. Một con máy đẹp với lại một con máy xấu thì nó chênh lệch nhau, nó chênh lệch nhau có 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu là chuyện bình thường anh em. Nhưng mà đó anh em thấy không, bây giờ những con này nó mướt cỡ này nè, đó này anh em để nghĩ đi, 500 triệu ăn cũng hết anh em. Nhưng mà để kiếm được con máy này thì nhiều khi có tiền kiếm ra đâu nè. Giống như giờ anh, con này em đang bán với giá là 7 triệu nè. Đó. Nhiều khi anh em cần kiếm một con 269 ngon về xài, không? Bỏ 7 triệu ra chưa chắc gì kiếm được em này. Dám hứa danh dự với anh em luôn. Đâu rống được cái gặp con 269 này nè. Con hôm bữa cũng xuất sắc nhưng mà đối với con này thì không có đẹp bằng con này anh em. À, bởi vì con này con trước là em bán là 6,5 triệu ha, còn con này là em bán 7 triệu nha anh em. Rồi nổ ơi,
cây này đâu. Vịt heo lên giùm ta cái. Đó, thấy không? Chiều nào là vịt heo, xe vịt heo nó cũng qua nó bốc vậy nè anh em. Đó anh em thấy không? Đó. Cứ là anh em là có cọc lên đơn là gửi hàng thôi. Rồi, dứt điện đây cũng nhé. Vừa tắt cơ nè và vừa tắt điện ha. Tắt cơ thì anh em thọt tay vô đây nè đó, còn tắt điện thì mình câu đây đó, có hai tắt cơ hay tắt điện. Rồi con này để cho anh em quay chụp ha. Rồi tiếp đến thêm con này là con Isuzu 3KC2 ha. Đây Isuzu 3KC2 Made in Japan Isuzu Moto. Con này thì không thể không có cái gì để bàn luôn rồi. Lô này là siêu phẩm không anh em. Coi từng ốc á rồi nè. Bảy màu. Kính hồn luôn. Thì con này hôm bữa cái lô về đó thì em có quay cho anh em xem là nó bị bể cái bu li nè. Đó, khi nào anh em lấy thì em sẽ thay cho anh em cái bu li ha. Rồi bây giờ em quay lên cho anh em xem là em không thay ha, tại vì mở ra thì nhiều khi nó bị chày cái dấu ốc này nè anh em. Đó, đâm ra thì mình nhiều khi mà cái lý cái tình nó khó cải nè, nên anh em để vậy ha. Rồi anh em lấy là em bỏ bu li khác vô nha. Đó, anh em mình đâu ra đó nói thẳng. Em dòm cái nước bô sơn 0.98 lít này mà nó còn cái màn keo nữa nè em thấy không, cực kỳ đẹp luôn. Đây nó có mặt cọp mặt nọng gì đây nè đó, nó về bữa nó về nó có cái bơm ha, em tháo cái bơm ra em bỏ rồi, cái bơm bỏ ở kia kìa. Anh em nào mua cái bơm thì cũng bán luôn ha. Tinh luôn. Sạc. Chỉ kêu dịch làm cái giấy gì? Ủa, biết rồi, cái chanh đó. Dán chưa? Chưa dán. Dán cái tờ giấy mã đơn á. Chỉ không á. Con này thì nó tầm khoảng 24 ngựa ha, 3.600 tua nha anh em. Con này là 17 ngựa 3.600 tua, 15 ngựa 3.600 tua. Và con này là 95 PS 3.000 tua. Em quên đọc cái số ngựa cho anh em ha. Rồi, ok, nổ. Lên ra cái gì mày phải tắt cái này nè. Lấy đồ mày cài này đi chứ sao tao quay. Đây nè. Lấy con ốc nhét vô đây, cái tắt máy nè. Này là cái tắt máy này nè.
đó gà vô, gà bên kia chứ đâu đẩy. Rồi rồi tháo bà cái máy ra để tiếp cái gì rồi. Con này bét kim nha anh em. Ga này là nó đang còn nêm chì nè, nên em không có xả ga ti xuống được nha. Anh em về mà thí dụ như xài thì xả cái nêm chì này xuống. Đó, đi về ga nhỏ. Đó, cần ga này nè. Đó. Xài cũng bơm hơi nè. Đó, anh em xài cái động cơ mà xe cuốc 3KC1 á mà biết chung á. Thì nếu mà muốn lên ngon thì lên con này 3KC2 biết kim ha. Máy cực kỳ luôn. Máy rối bời. Rồi nói lại cái ai. Rồi ok. Con này để cho anh em với giá là 25 triệu ha. Rồi tiếp đến là một con Yanma 3T86 ha. Đó thì những anh em nào đang xài động cơ xe cuốc, xe đào mà 3T84 á mà muốn lên á thì lên ngay con 86 này luôn ha. 86, 84 thì chung xác khác lòng. Đó. Cọp mặt kiết đồ đằng sau là như nhau ha. Con này thì khá đẹp. Nhưng mà được cái là cặp tay gan đây đó, keo chỉ là nguyên viên nha anh em. Đây nè, đó anh em nói đó, keo Yanma thì nó hơi ấy đây nè, đó nè, còn nước sơn nè cạo ra nè anh em thấy không đó. Đây 3T86 37 PS 3000 tua, mắc tua là 3250, 1.498 lít, số seri là 02090. Quay cho anh em sơn riêng hết. Yanma thì anh em cứ dòm qua ốc này thôi, tất cả đều là sơn riêng hết nha anh em, không sơn chậm tốt gì đâu. Đó. Hơi chày chày mấy cái chỗ này nè đó, mà em cũng để luôn đó. Thì mấy mấy đẹp thì nó giá nó cao, còn như những con này thì nó giá nó thấp xuống một chút, nhưng mà tại vì cái đợt cái hàng này nó hiếm quá, cái con 86 này nó cực kỳ hiếm hàng, tại vì người ta săn đón nó rất là nhiều, chứ không phải nó hiếm hàng mà là nó hiếm đồ. Nó hiếm hàng là do là người ta săn đón nó nhiều. Cũng như anh em đang xài con 84 rồi phải đi kiếm những con này gác là cực kỳ khó. Nó mạnh hơn nhiều lắm anh em. Thấy nó 2 ly vậy chứ nó nè, à, tổng 86 nè. Đề đốm rồi nè anh em thấy không? Nó xấu là nó xấu từ cái phần phần này đổ lên. Đây nè, để em chỉ cho anh em. Đây, từ cái nắp vàng, nắp chụp cò này là nó xấu nè. Còn như mà nếu mà nắp chụp cò này mà thí dụ em sơn lại thì để anh em nhìn không biết đâu, nhưng mà em vẫn để riêng ha. Đó. Còn cái phần dưới chân đế thì nó rất là đẹp. Đây, từ cái đầu với lá xuống là anh em dòm nè, nó rất là đẹp. Đó, anh em thấy không? Đây, 3T86 nè. Đó. Con này xài 2 bơm ha. Đó, về có 2 bơm, bơm trợ lực, bơm lái. Đó, anh em nào không lấy bơm thì trừ tiền ra. Con này để cho anh em với giá là 30 triệu ha. Đó. Bếp kim luôn. Rồi, tháo cái ơi. Bếp kim là anh em biết rồi không?
sáu hai. Đầm bếp kim thử kiểu đó là nhất rồi đó. Rồi em giới thiệu cho anh em 5 con này, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình mô tả video ha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em ha. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.